Hello anh em, có cái niềm đam mê yêu thích bộ môn badminton và môn cầu lông. Thì hôm nay chúng tôi sẽ đánh trận đôi nam. Thì tôi mặc áo vàng sẽ đánh với lại em nam. Còn đối thủ sẽ là em Bi và em Ninh đối diện phía bên kia. Nói chung là set này thì tôi đánh cũng hơi bị lỗi nên là thua cũng hơi tiếc các bạn ạ. Nhưng mà thua keo này thì tao bày keo khác thôi. Rồi mời các bạn cùng xem nha. Thank you.
cơ hội một trận.